Bà Tưng và chuyện tình bí mật với hai tuyển thủ hàng đầu Việt Nam Nhiều người vô cùng bất ngờ khi biết bà Tưng, nhân vật tai tiếng một thời, lại từng hẹn hò với hai tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam. Bà Tưng Huyền Anh từng là nhân vật nổi đình nổi đám trên mạng xã hội Việt Nam, sở hữu ngoại hình xinh xắn, vóc dáng gợi cảm, song nhân vật này có tai tiếng nhiều hơn là danh tiếng. Cô gái sinh năm 1993 từng gây sốc khi vô tư thả rông vòng 1, quay video khiêu gợi kèm hàng loạt phát ngôn gây sốc. Những năm 2013, 2014, bà Tưng trở thành tâm điểm của chỉ trích, hứng chịu rất nhiều gạch đá của cộng đồng mạng. Bẵng đi một thời gian, giờ đây bà Tưng đã trở nên khá kín tiếng. Cô nàng cho biết mình muốn làm lại cuộc đời, tránh xa những tai tiếng. Cộng đồng mạng không còn thấy hot girl này xuất hiện, nhưng hẳn nhiều người vẫn chẳng thể nào quên được quá khứ đỉnh đám năm xưa của cô. Trước đây, Bà Tưng không chỉ thân thiết với các hot face mà còn qua lại với nhiều tuyển thủ, thậm chí là từng hẹn hò với hai cầu thủ nổi tiếng. Đầu tiên, phải nói đến chuyện tình yêu với Bùi Tiến Dũng, trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam. Trong cuốn tự truyện Lạc giữa thanh xuân, ra mắt năm 2016, bà Tưng từng gây chú ý khi nhắc đến tình đầu đặc biệt của mình. Tiêu đề: Tình đầu không dễ phai, ca sĩ cộng cầu thủ bằng không mở đầu cho đoạn tâm sự của cô nàng. Cụ thể Bà Tưng cho biết cô và người đó tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật. Chuyện tình của họ khá sướt mướt. Cầu thủ đê theo lời kể của cô nàng là người rất tâm lý, yêu thương bạn gái, bỏ ngoài tai những đảm tiếu không hay. Anh nói lần cuối nhé, anh đã hiểu rõ về em. Anh tin em và anh không phải là kẻ ngốc để nghe ai đó mà dừng lại đẽo cày giữa đường. Em cá tính, em không cá biệt và anh yêu cô nàng cá tính. Đê nhấn mạnh, trích tự chuyện của bà Tưng. Thời điểm đó, chỉ có một cầu thủ được gọi lên tuyển có tên bắt đầu bằng chữ cái D, chính là Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra, những bức ảnh thân mật của hai người cũng xuất hiện trên mạng xã hội, trở thành bằng chứng rõ nhất cho chuyện tình cảm của hai người. Trước những đồn thổi đó, người trong cuộc lựa chọn cách im lặng mãi cho đến năm 2018, thời điểm Việt Nam chuẩn bị thi đấu ở ASEAN 2018, bà Tưng mới chính thức lên tiếng. Cô cho biết, tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đây, và không muốn việc này ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Tiến Dũng. Chúng tôi từng có mối quan hệ tình cảm rất thân thiết, nhưng thời điểm hiện tại, mọi thứ chỉ là kỷ niệm. Cầu thủ tên đê được tôi nhắc đến trong cuốn tự truyện là Trung vệ Bùi Tiến Dũng, cũng khẳng định thêm, tôi không muốn lấy việc này để đánh bóng tên tuổi. Dù rất yêu nhau, nhưng bà Tưng và Bùi Tiến Dũng lại chia tay, vì vấp phải sự phản đối từ gia đình nam cầu thủ. Dẫu vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng hỏi thăm cuộc sống của đối phương. Về phần tư dũng, anh chàng không hề lên tiếng về chuyện này. Sau lùm xùm tình cũ với bà Tưng không lâu, Chung vệ người Hà Tĩnh cũng công khai tình cảm với bạn gái Khánh Linh, rồi kết hôn với cô vào giữa năm 2019. Ngoài bùi tiến dũng, bà Tưng còn từng có một mối tình ồn ảo với chàng cầu thủ đào hoa Mạc Hồng Quân. Trước khi Mạc Hồng Quân yêu Ly Cú Tê, anh chàng đã có thời gian gắn bó với hot girl người Nghệ An. Họ giữ kín mối quan hệ của mình. Gần như truyền thông lẫn cộng đồng mạng không hề biết Mãi đến tháng 1 năm 2016, bức ảnh cả hai khóa môi tình tứ trong ô tô bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Lúc này đây, dư luận mới sững sờ phát hiện ra, nhiều người nghi ngờ bà Tưng chính là người tung ảnh để gây sự chú ý, đánh bóng cho cuốn tự truyện sắp ra mắt của mình. Tuy nhiên, Hot girl này lại tuyên bố mình vô can, không hiểu vì sao bức ảnh trên bị lan truyền, đồng thời khẳng định bản thân không còn lưu nó trong điện thoại. Cô còn cho rằng Chuyện giữa mình và nam cầu thủ chỉ là trò chơi trẻ con, hiện tại chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Chuyện còn lùm xùm hơn nữa, khi bà Tưng còn đăng một status bóng gió ám chỉ Mạc Hồng Quân không phải là người đàn ông tốt. Cụ thể, cô nàng bóc mẽ những thói hư tật xấu của nam cầu thủ, đòi bóc phốt Mạc Hồng Quân của một người bạn rằng sự thật còn tởm lợm hơn nhiều. Sau này, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, bà Tưng tuyên bố dõng dạc về chân sút họ Mạc. Chuyện đó đã là quá khứ rồi và em không hề muốn nhắc đến tên anh chàng cầu thủ đó vì đó là vết nhơ trong cuộc đời em. Em không muốn nhắc lại. Bất chấp những dị nghị, đồn đoán mà Hồng Quân vẫn giữ im lặng và kết hôn với Kỳ Hân, cặp đôi từ chối trả lời phỏng vấn, tập trung vào cuộc sống gia đình. Đến nay họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Sau những bốc đồng tuổi trẻ, bà Tưng giờ đây đã có cuộc sống hoàn toàn khác. Cô tập trung kinh doanh online, kinh tế khá dư giả, và đặc biệt là trưởng thành hơn rất nhiều ngoài ra hot girl từng tiết lộ mình đã có bạn trai một người rất thông minh và chấp nhận quá khứ không mấy tốt đẹp của mình